nhưng mà đoạn đường giao thông này đang bị phong tỏa lại, không có cho các cái phương tiện đi qua ngay góc Minh Phụng cắt với đường Hậu Giang. Chú ở đây có bị ai bị sao không chú? Không sao. À, chị. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú ạ. Vâng. Rồi thôi rất là may khi mà không có ai bị sao đang đèn đỏ. Rồi thôi Tuấn Dương. Wow. Thì nó đổ gục xuống. Rất là may đang đèn đỏ nhé. Nên là không có ai bị gì cả. Rồi, lực lượng công an vẫn đang... Cô đâu có ai việc sao không cô? Ngã đâu có cái đèn đổ có ai việc sao không cô? Dạ. Rồi, thế may quá. Rồi, có cảm ơn cô. Rồi, chúng ta đi về thôi vậy. Các lực lượng đang đứng để khám nghiệm hiện trường. Thôi rất là may không có ai việc sao nhé các bạn. Thì thôi hy vọng đây cũng là những cái tin vui cho năm. Trở lại với kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Thưa quý vị các bạn, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt ở góc ngã tư đường Vĩnh Viễn cắt với đường Nguyễn Tri Phương, hướng đi về phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Tình hình Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào thì thưa các bạn là nắng nóng, nhiệt độ vào cỡ khoảng 36 độ và nhịp sống thì khá là sôi động. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý cô bác anh chị mình đi đến cái khu vực Chợ Lớn, bởi vì hồi nãy thì có một cái thông tin đó là cổng chào đường Hậu Giang, cái khúc Nguyễn Thị Nhỏ cắt với Hậu Giang thì bất ngờ bị gió to quá làm đổ, dẫn đến là có hai người bị thương vong. Thì không biết là cụ thể như thế nào, thì bây giờ Tuấn Dương sẽ nhân tiện cập nhật tình hình đường phố Sài Gòn và đi qua cái khu vực bệnh viện Chợ Rẫy rồi một vài cái bệnh viện lớn ở quận 5 thì mình sẽ cập nhật cái tình hình để gửi tới quý cô bác anh chị. Gần như ở Sài Gòn bây giờ thì nhịp sống đã dần trở lại bình thường và mọi người cũng không còn quá lo lắng về cái tình trạng bệnh dịch, vì mọi người cũng hầu hết là đã biết cái cách để tự bảo vệ. Đi ở ngoài đường thì gần như là nó cũng không có sợ lây lan gì. Nếu mà chúng ta điều khiển xe gắn máy và mang khẩu trang rồi ăn uống nói chung là kỹ lại một chút thì nó sẽ góp phần là phòng tránh được bệnh dịch. Quan trọng là chúng ta phải hiểu biết và giống như Tuấn Dương nói là chúng ta phải sống chung với lũ. Chứ nhiều khi sợ lũ mà không dám ra đường thì cũng không phải. Hồi sáng thì Tuấn Dương cũng có mới quay một video clip là đi mua dưa hấu để giúp bà con nông dân ở địa chỉ là số 50 và 52 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Thì Tuấn Dương sẽ để cái video này ở phía bên dưới để quý cô bác anh chị ai mình có cái nhu cầu mua dưa hoặc là ở gần thì có thể ghé thăm ủng hộ. Mình mua 5 trái rất lớn với cái giá chỉ có là 100.000, quá rẻ luôn. Đây là góc Ngô Quyền cắt với đường Hồng Bàng. Phía bên tay phải của Tuấn Dương, ngày xưa đường Ngô Quyền thì gọi là đường Triệu Đà, còn đường Ngô Quyền thì bắt nguồn từ phía bên tay trái theo cái hướng mà Tuấn Dương đang đứng.
đường Ngô Quyền thì còn kéo dài cho tới tận bây giờ thì tới đại lộ Võ Văn Kiệt đó các bạn. Thời tiết Sài Gòn hôm nay nắng nóng, mọi người gần như là phải mặc áo chống nắng để ra đường. Đây là quẹo phải, đây chúng ta sẽ đi về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đó, các cái trước cổng bệnh viện thì Tuấn Dương thấy những cái người tới mà khám chữa bệnh và những cái xe ở phía bên ngoài thì không có đông. Những ngày này như Tuấn Dương cũng đã chia sẻ với các bạn ở trong những video clip trước là các cái đại học, đây bên tay trái là đại học, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh này. Thì nắng nóng như thế này thì cái con virus nó cũng rất là khó sống các bạn. Theo như Tuấn Dương tìm hiểu thì trên 26 độ là nó chỉ sống ở ngoài có vài phút là nó chết tơi rồi. Nên chúng ta cứ yên tâm, đừng có lo lắng sợ sệt gì hết. Đây chúng ta đang có mặt trên đường Hồng Bàng thưa quý vị. Đây là góc ngã tư Hồng Bàng cắt với đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt ngày xưa có tên là đường Nguyễn Văn Thoại các bạn. Thì ở Sài Gòn thưa các bạn là vào trong những các cái dịp Tết thì họ thường hay trang trí đường phố các cái cổng chào với những cái màu sắc cũng rất là đẹp. Và cũng không biết là tại sao mà hôm nay tình hình như thế này thì gió thì cũng không tới cỡ nào đâu. Gió cũng to nhưng mà không hiểu sao hay là có một cơn gió cái mà cái cổng chào nó lại bị sập thì mình cũng cảm thấy là hơi băn khoăn, không biết là lý do. Đây trước mặt chúng ta đang là góc đường Thuận Kiều cắt với đường Hồng Bàng. Quẹo phải này chúng ta sẽ đi về bệnh viện Chợ Rẫy, còn quẹo trái thì sẽ đi qua quận 8, đi qua cầu Trà Và đi sang bên quận 8 nha các bạn. Bên tay phải này ngày xưa là cái tòa nhà Thuận Kiều Plaza, bây giờ thì họ đổi tên thành The Garden Mall. Đường phố Sài Gòn bây giờ nắng chói chang luôn. Bây giờ Tuấn Dương cũng thấy một số các cái tuyến đường bắt đầu họ dỡ những các cái cổng chào chúc mừng năm mới, bởi vì thường là khoảng sau ngày 15 âm lịch thì họ sẽ dỡ những các cái cổng chào, những các cái chỗ mà họ trang trí. Đây là góc đường Tạo Uyên cắt với đường Hồng Bàng thưa các bạn. Đây là góc đường Vũ Trường Toản cắt với đường Hồng Bàng. Đây là góc đường Nguyễn Thị Nhỏ cắt với Hồng Bàng. Đây Tuấn Dương sẽ đi quẹo trái đi vào đường Nguyễn Thị Nhỏ.
nói là cái khúc Nguyễn Thị Nhỏ cắt với đường Hậu Giang thì cái cổng chào đã bị đổ xuống. Đây, những cái dãy nhà này là các bạn nhìn từ thời xưa này, thời trước những năm 1975. Đây là góc đường Phạm Đình Hổ cắt với đường Lê Quang Sung. Đây, cổng chào chúc mừng năm mới 2020 đây. Đây đang là đường Hậu Giang, phường 12, quận 6 thưa các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy phía góc bên tay trái của chúng ta có một cái nhà cũ theo cái kiến trúc của Sài Gòn. Họ vẫn còn giữ nguyên cái kiến trúc là lợp ngói, vẩy cá và tường thì màu vàng. Tuấn Dương sẽ dừng một chút xíu để uống nước trước khi đi tiếp nha các bạn. Đi tiếp nha. Đây cũng đây đang là góc Hậu Giang cắt với đường Cao Văn Lầu các bạn. Con đường này thì họ trang trí cũng rất đẹp, ở bên quận 6 này họ trang trí các cái bông hoa mai, buổi tối thì bật điện lên nó sẽ rất là rực. Và đây các bạn nhìn trước mặt đây là cái hiện trường, cái khu vực mà bị sập cổng chào đây. Thì Tuấn Dương thấy họ cũng đang phong tỏa, họ đang phong tỏa lại và yêu cầu mọi người đi theo cái hướng khác, không có đi vô đây. Đó. Đây chúng ta sẽ phải đi vào cái hẻm 73 Hậu Giang. Đó. Đây là cái hiện trường này thì đang bị phong tỏa. Đó. Bình thường là mọi người đi cái đường ngoài, nhưng hôm nay phải đi vào trong cái hẻm này vì
tuyến đường này vẫn đang bị phong tỏa. Đây, quẹo phải sẽ đi ra ngoài, còn đi vô đây chúng ta sẽ đi vô cái khu chợ các bạn. Đường quá đông các bạn, sang đường cũng khó. Đây đang là đình Bình Tiên. Đình Bình Tiên, đường Minh Phụng. Đây thưa quý vị các bạn, cái lúc cái khu mà bị sập cổng chào thì đang ở phía trước mặt chúng ta này, thì không biết là có ai bị sao không, thì theo như Tuấn Dương tìm hiểu thì thấy có hai người bị thương, và bây giờ cái con đường Hậu Giang này thì vẫn đang được phong tỏa. Các cái lực lượng chức năng thì họ tháo dỡ cái bị đổ. Đó. Không biết là tình hình ra sao. Như vậy là một cái cổng chào này đang bị đổ nha các bạn. Thì cũng có người thì nói rằng là ở theo báo đăng là gió to, nhưng mà Tuấn Dương cũng không biết là cụ thể như thế nào, không biết có đúng là gió to hay không. Đó, cũng nhiều người cũng đang hiếu kỳ đứng lại để coi, và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường. Chú ở đây có ai việc sao không chú? Có ai việc gì không ạ? Không biết đâu chú. Đấy. À không ai bị gì à? Vâng, thế thì may rồi, cảm ơn chú. Đó, chú một người sửa xe ở đây nói rằng là không ai bị gì cả các bạn. Như vậy thì cũng rất là may. Nhưng mà đoạn đường giao thông này đang bị phong tỏa lại, không có cho các cái phương tiện đi qua ngay góc Minh Phụng cắt với đường Hậu Giang. Chú ở đây có bị ai bị sao không chú? Không sao. À, chị. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú ạ. Vâng. Rồi thôi, rất là may khi mà không có ai bị sao, đang đèn đỏ. Rồi, thôi Tuấn Dương. Wow. Thì nó đổ gục xuống.
Rất là may đang đèn đỏ nhé, nên là không có ai bị gì cả. Rồi, lực lượng công an vẫn đang... Cô đâu có ai việc sao không cô? Ngã đâu có cái đèn đổ có ai việc sao không cô? Dạ. Rồi, thế may quá. Rồi, có cảm ơn cô. Rồi, chúng ta đi về thôi vậy. Đó, các cái lực lượng đang đứng để khám nghiệm hiện trường. Thôi, rất là may không có ai việc sao nhé các bạn. Thì thôi, hy vọng đây cũng là những cái tin vui cho năm mới. Đây là chúng ta đi qua đây là chợ Minh Phụng này các bạn này. Chợ Minh Phụng. À, ngày xưa là chợ cây gõ đó. Kẹo phải này sẽ đi vào đường Lê Quang Sung, đi ra phía chợ lớn này các bạn ạ. Đây, tuyến đường này tự dưng bị ùn tắc, lý do là đường Minh Phụng bị chắn lại để chắn lại ở hai đầu đường để khám nghiệm hiện trường, nên con đường này ùn ứ. Cái cảnh này thì lại rất giống như là cảnh cái lúc trước Tết đó các bạn. Đó. Còn do đây là cái tuyến tránh, cái đường nhỏ này bình thường rất ít xe đi, do họ phải tránh cái khúc đường Hậu Giang đang bị chặn lại nên là xe đi vào đây bỗng dưng đông hơn. Đó, các bạn nhìn này, rồi họ chở hàng, anh này anh ấy chở như một cái xe hơi luôn, hàng rất là cồng kềnh, chở như này cũng thấy áp lực lắm các bạn. Đây, chúng ta đang có mặt trên đường Lê Quang Sung, quận 6. Cái khu vực chợ lớn này đa số là người Hoa họ làm ăn buôn bán. À, người Hoa họ sang Sài Gòn cũng từ rất là sớm. Thì, nhìn chung thì Tuấn Dương thấy tình hình giao thông bây giờ rất là ok rồi. Đây là góc đường Mai Xuân Thưởng cắt với đường Lê Quang Sung này. Wow, cái quán bún mắm Lê Quang Sung thấy rất là sung. Ngay góc Cao Văn, gần Cao Văn Lầu và Lê Quang Sung có quán bún mắm. Đây, thẳng con đường này thì chúng ta sẽ đi Tuấn Dương sẽ quẹo trái vào Phạm Đình Hổ. Đây, mình sẽ đi ra cái phía mặt trước ở bến xe Chợ Lớn đó các bạn. Đây là góc Nguyễn Thị Nhỏ cắt với Trang Tử. Khu này là chợ trái cây này. Hôm nay thấy bà con cũng bày bán trái cây khá nhiều.
Tuy nhiên là không có, Tuấn Dương thấy có vẻ như là ít bán dưa hấu, họ bán các cái mặt hàng khác. Dưa hấu có lẽ không có lời nên là họ không bán. Nhưng mà trái cây đây cũng rất là tươi ngon, xoài cát, hòa lộc, chôm chôm, sơ ri, thanh long. Đó, đây là một cái chợ trái cây sỉ lớn nhất Sài Gòn. Họ mang từ miền Tây lên. Ở đây là những cái trái cây này là trái cây gần như là trồng trong nước thôi. Còn có những người nói vào chợ đầu mối Bình Điền, nhưng mà mình cũng không đồng ý. Bởi vì sao? Chợ đầu mối Bình Điền đôi khi nhiều những cái trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc qua. Rồi, bến xe buýt chợ lớn. Rồi, bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo ra đường Nguyễn Trãi để đi về khúc bệnh viện Chợ Rẫy nhé. Trời Sài Gòn hôm nay rất là nắng nóng, cũng như là mùa hè. Và nắng nóng như thế này thì vi khuẩn ra khó mà sống. Đây, chúng ta lại đi vào đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5. Thì như vậy thì Tuấn Dương xin thông tin với quý cô bác anh chị là cái vụ mà sập cổng chào ở quận 6, góc Hồng Bàng, cắt với Nguyễn Thị Nhỏ thì không có ai việc sau. Người dân ở đó xác nhận là không có cái thương tích gì cả. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua cái khúc quán cơm của cô Tư ở bệnh viện Chợ Rẫy để mình mua một cái phần cơm ăn trưa. Quẹo phải này chúng ta sẽ đi vào đường Châu Văn Liêm, đi qua cầu Trà Và sang bên quận 8. Cái khúc này ở Sài Gòn là chuyên bán chim cò này. Bán chim kiểng á. Rồi, đây Tuấn Dương đi vào đường Phạm Hữu Chí, quận 5. Nhịp sống Sài Gòn bây giờ đã sôi động trở lại rồi các bạn. Cũng nhịp sống cũng gần trở lại bình thường. Sang tuần sau, thứ hai đầu tuần sau thì các cháu học sinh sẽ bắt đầu đi học lại. Khoảng 2 triệu học sinh và không biết là khoảng nửa triệu sinh viên nữa cũng đi học lại, thì cũng sẽ làm tăng cái lưu lượng giao thông ở trên đường. Đó, nhiều người nằm ở ngoài ngủ luôn, đi chăm bệnh. Này, trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 6 này. Quên mất, không mang cho cô dưa. Quên không mang cho cô Tư trái dưa. Hồi nãy mới đi mua giải cứu dưa hấu. Rồi, chắc xíu nếu mà đi làm về thì Tuấn Dương sẽ chạy qua mang gửi cô trái dưa để cô ăn. À, cũng không dám nói trước, sợ nói trước bước hôm qua.
Đây đang là đường Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa là đường Trần Hoàng Quân các bạn. Trước mặt chúng ta đang là nhà máy bia này. Góc đường Nguyễn Kim cắt với đường Nguyễn Chí Thanh. Đó. Rất nhiều những các cái cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mình rất thích đi trên những cái đoạn đường mà có những các cái tượng đài. Như trước mặt các bạn là cái tượng đài An Dương Vương đó. Mỗi khi đi qua đây rất là mình cảm thấy rất vui, rất tự hào vì những cái vị anh hùng của dân tộc. Giờ Tuấn Dương sẽ ôm cua để đi về Nguyễn Tri Phương. Xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc quý cô bác anh chị mình một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và thưa các bạn là nhịp sống Sài Gòn thì đã trở lại bình thường. Nếu như các bạn có thích xem những các cái video clip về đường phố giống như thế này thì hãy comment giúp Tuấn Dương nhé. Còn nếu mà các bạn không thích những cái video như thế này thì cũng comment để Tuấn Dương biết. Vì chạy xe gắn máy như này thì mới đi được nhiều cái tuyến đường, cho các bạn nắm được cái tình hình tổng quan của đường phố Sài Gòn. Rồi, hẹn gặp lại trong cả nhà trong những video tiếp theo của Tuấn Dương. Bye bye.